Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta viết nội dung một bài viết thế nào để chuẩn SEO và làm sao để nội dung của chúng ta hơn hẳn nội dung của đối thủ và SEO lên top 1 của Google ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào video ngay và luôn nhé. Sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong một cái website, cái giao diện của website nó ok như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để viết nội dung cái bài này cho nó hay và cho nó chuẩn SEO và để chúng ta SEO lên top Google. Ban đầu khi các bạn mới tạo website thì các bạn không cần một website nó đẹp quá đâu. Các bạn chỉ cần có một cái website nó chạy là được. Sau đấy thì chúng ta sẽ tối ưu dần dần. Chúng ta không đặt quá nhưng không mất quá nhiều thời gian vào việc tạo website, mà chúng ta sẽ tập trung vào viết content làm sao để cho nội dung của chúng ta thật là tốt thì chúng ta mới SEO lên top Google. Vậy thì sau khi mà xong cái bước tạo website với công cụ kéo thả rồi thì mình sẽ đến cái bước là checklist viết bài cho các bạn để hướng dẫn các bạn viết một cái bài viết thế nào nó chuẩn SEO. Thì đầu tiên là chúng ta phải chọn được cái bộ từ khóa mà cần viết. Thì bộ từ khóa này thì chúng ta cần có một cái lượng tìm kiếm tốt và nó có cái độ khó thấp. Thì như mình hướng dẫn các bạn sử dụng thì chúng ta đã sử dụng công cụ là KW Finder ở đây. Thì cái từ khóa mà mình muốn tìm đấy chính là nồi chiên không dầu ha. Đây, chọn Việt Nam. Language, chúng ta chọn là Vietnamese. Ok, sau đó mà bấm vào File Keywords. Đây, thì chúng ta có một cái bộ từ khóa như thế này đúng không? Mình sẽ bấm vào cái phần là chọn đây, chọn tất cả cái từ khóa này. Rồi sau mình bấm vào phần export này. Các bạn export to CSV ở đây thì các bạn tải một cái file CSV này về thì bao gồm cả cái lượng tìm kiếm hàng tháng ở đây nha. Sau khi bạn tải về rồi thì các bạn vào cái phần Google Sheet các bạn mới mở đây. Rồi các bạn vào phần tệp này. Các bạn bấm vào là nhập này, các bạn bấm vào tải lên. Đó, thì các bạn tải cái tệp này lên vào đây, các bạn bấm vào nhập dữ liệu. Sau khi nhập dữ liệu xong thì chúng ta sẽ được một cái file như thế này. Thì các bạn hãy xóa đi những cái phần phía sau này, những cột phía sau này không cần thì các bạn hãy xóa đi. Các bạn bấm vào xóa nội dung cột này. Chúng ta chỉ trừ lại cột là search volume này và cái keyword này thôi. Chúng ta sẽ đổi cái tên này này, đổi tên là nồi chiên không dầu này. Rồi, đầu tiên mình sẽ lọc từ là từ khóa bao gồm cái từ là nồi chiên không dầu và những cái từ đồng nghĩa và các cái biến thể gần giống đối với cái từ khóa nồi chiên không dầu này. Đây mình sẽ bôi đậm này và cho nó căn giữa này. Rồi. Cho nó màu này. Đầu tiên mình sẽ copy cái này, mình bấm vào Ctrl X. Mình dán qua đây. Command V. Đấy, rồi tiếp những cái từ khóa mà gần với nồi chiên không dầu không giấu ở đây. Đấy, mình sẽ Ctrl X mình dán qua đây, rồi nồi nướng không dầu. Đấy, rồi mình dán qua đây. Cái từ khóa nồi chiên không dầu này chứ không viết hoa, Ctrl X. Đây, dán qua đây. Tiếp, dưới này lò chiên không dầu. Đấy, các bạn làm tương tự như vậy. Đấy, ví dụ để cho đến hết nha. Đây thì có 700 cái từ khóa thì các bạn cứ cái này thì các bạn phải chịu khó các bạn lọc từng từ một như thế thì nó mới chính xác. Rồi sau đấy mình sẽ có một cái bộ từ khóa khác, đấy chính là bộ từ khóa là nồi chiên không dầu loại nào tốt chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái từ khóa nào nó đồng nghĩa với nó. Đây, sao chép định dạng bấm vào đây, ví dụ cái từ khóa đấy thì mình sẽ cho xuống này, nồi chiên không dầu loại nào tốt. Rồi ví dụ nồi chiên không dầu loại nào tốt, web trẻ thơ này. Rồi nên mua nồi chiên không dầu loại nào này, Common X này, Common V này. Hoặc là để tìm nhanh á, thì các bạn bấm vào là Common F này. Mình muốn tìm từ Philip chẳng hạn, những cái từ nào có chữ từ Philip. Đó thì nó có 79 cái từ khóa chứa cái từ Philip này. Đây ví dụ mình thêm cái từ khóa là nồi chiên không dầu Philip này. À, nếu các bạn không muốn thì các bạn mở một cái sheet mới, các bạn bấm vào thêm trang tính ở đây, đổi tên này, loại từ khóa này. Đó, bên này là mình sẽ ghi là đổi tên là nồi chiên không dầu này, thì chúng ta sẽ đỡ phải kéo lên kéo xuống ha. Đó thì mình sẽ qua đây mình copy cái này, Command X. Đấy, rồi mình qua đây, mình copy những cái từ nào nồi chiên không dầu Philip, mình copy. Mình cắt Ctrl Ctrl X. Đấy, mình Ctrl V.
Đấy, mình cứ làm như vậy đến lúc nào hết cái từ khóa Philip thì thôi. Thì các bạn cứ làm tương tự như vậy. Sau khi các bạn làm tương tự như vậy thì các bạn sẽ được những cái bộ từ khóa như thế này. Đây, đây là mình đã phân loại rồi. Ví dụ nồi chiên không dầu này. Sau khi phân loại thì mình sẽ cắt hết. Mình sẽ được cái đầu tiên là nồi chiên không dầu loại nào tốt này. Thì mình sẽ được cái bộ từ khóa về cùng nghĩa nồi chiên không dầu loại tốt và các cái biến thể của nó. Thì ví dụ mình sẽ viết một cái bài viết, sau đấy mình sẽ viết một cái bài viết top list như cái bài viết này, như cái bài viết của Chart Review. Thì họ sẽ viết một cái bài viết chủ đề của từ khóa là nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất hiện nay. Họ sẽ làm một bài viết, họ sẽ làm một bài viết với cái từ này là cái heading 1. Đó, các bạn này, top list, dạng bài viết top list, và đây là heading 1, heading 1. Thì cái heading 1 này sẽ gồm 4.800 cái lượt tìm kiếm, và các bạn có thể muốn xem được cái tổng lượt tìm kiếm của cái liên quan đến truy vấn là nồi chiên không dầu loại nào tốt này bao nhiêu. Thì bạn kéo thì tên xuống này. Rồi. Sau đây các bạn để ý ở bên góc bên này là có tổng cộng 11.750 lượt tìm kiếm liên quan đến cái loại nồi chiên không dầu loại nào tốt này. Thì trong cái sau đấy, trong cái bài viết thì mình sẽ chèn những cái từ khóa là nồi chiên không dầu là có tốt không này, và nên mua nồi chiên không dầu hãng nào này, nồi chiên không dầu loại nào tốt này, rồi là các loại nồi chiên không dầu này, nồi chiên không dầu tốt này, nên mua nồi chiên không dầu loại nào. Thì mình sẽ chèn vào, thứ nhất là đan xen trong những cái bài viết này, trong từ khóa các bài viết này. Thứ hai là trong cái hình ảnh này thì mình sẽ đan xen heading. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái email này, display an attribute này, nồi chiên, mua nồi chiên không dầu loại nào tốt này, nên mua nồi chiên không dầu loại nào này. Website này họ cũng làm cái kiểu đấy, nên mua nồi chiên không dầu hãng nào này, nên mua nồi chiên không dầu hãng nào tốt này, đó, nên mua không dầu hãng nào của hãng nào tốt này. Thì cái web này họ cũng đặt như vậy đó, ở trong những cái bức ảnh nồi chiên không dầu loại nào tốt này, rồi nồi chiên không dầu loại nào tốt đó. Bởi vì sau khi mà ví dụ nồi chiên không dầu loại nào tốt chẳng hạn, khi bạn search hình ảnh thì nó cũng sẽ ra cái hình ảnh ban của các bạn. Ví dụ nếu bạn web của bạn này True Review này lên này, lên top này, chanh tươi lên top này, Phong Review lên top này, điện máy xanh lên top này, đó thì tìm kiếm bằng hình ảnh rất là nhiều. Có một số người họ cũng tìm kiếm bằng hình ảnh nữa các bạn. Thì các bạn có thể tính toán là ví dụ nếu các bạn có một cái website nó lên top những cái khóa như là thương hiệu này, nồi, những cái từ khóa nồi chiên không dầu này, hơn 193.600 lượt tìm kiếm mỗi tháng các bạn, nó kinh khủng không? Và cái từ khóa nồi chiên không dầu thì hiện tại là cái website là đây, cái từ khóa website là Phong Review hiện tại đang nằm thứ hai chỉ sau điện máy xanh. Thì một cái website trung bình, một cái website mà nằm ở vị trí thứ hai sẽ nhận được khoảng độ 20% lượt truy cập. 20% lượt truy cập của 193.000 này kinh khủng các bạn, là hơn 40.000 lượt truy cập. Đấy, hơn 40.000 lượt truy cập mà các bạn nhân với cái tỷ lệ chuyển đổi thì nó như thế nào? Nó rất là kinh khủng. Đó, cái thu nhập nó rất là tốt. Đấy, vậy thì đấy là chỉ một bài viết. Vậy thì nếu các bạn mà viết 10 bài đi thì nó sẽ thu nhập như thế nào? Sau khi mà lọc cái bộ từ khóa này thì mình sẽ được cái top những cái bộ từ khóa này. Đấy, nồi chiên không dầu loại nào tốt này, mình sẽ viết một cái bài top list này. Sau đấy một cái bài về hỏi giá này. Thì giá của nồi chiên không dầu này, giá của nồi chiên không dầu này. Hoặc là mình có thể viết một cái bài có nên sử dụng nồi chiên không dầu không. Đấy, một cái bài này thì từ khóa cái lượt truy cập cũng khá là tốt, 1.870 lượt tìm kiếm. Rồi, hoặc là hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu, thì cái này là thường là những người mà họ mua hàng rồi thì chúng ta có thể không nên viết cái bài này. Chúng ta tập trung vào buyer keywords là nồi chiên không dầu loại nào tốt ha, hoặc là cái phần hỏi giá. Rồi, còn cái người mà search cái từ khóa là có nên sử dụng nồi chiên không dầu không, thì họ đang lưỡng lự là có nên mua hay không, giữa mua và không, đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng có thể viết một cái bài này, rồi chúng ta hướng traffic họ đến cái bài mà nồi chiên không dầu loại nào tốt. Đấy, chúng ta sẽ chuyển hướng họ đến cái bài này. Rồi, ok, sau này ví dụ cái bài thương hiệu. Các bạn có thể, đây, ví dụ cái bộ từ khóa cho thương hiệu Philips này chẳng hạn. Mình sẽ xem một lượt, một tháng có bao nhiêu lượt tìm kiếm này. Đó, rất là nhiều. Đây, hơn 40.950 lượt tìm kiếm mỗi tháng cho cái từ khóa có chữa nồi chiên không dầu Philips. Đó, rất là kinh khủng. Rồi, hoặc là nồi chiên không dầu của Lock & Lock nào. Mình xem của Lock & Lock nào. Đây, Lock & Lock. Mình kéo xuống coi bao nhiêu. Đấy, của Lock & Lock là 28.030 lượt tìm kiếm mỗi tháng.
sau khi mà mình nghiên cứu từ khóa, mình biết được là có rất là nhiều cái thương hiệu nồi chiên không dầu khác nhau, từ Philips này, Lock & Lock này, rồi đến Panasonic này, nồi chiên không dầu Hàn Quốc này, Saab này, Magic này, Bluestone này, Calit này, Camel này, Perfect này, Tefal, Rapido, Kangaroo, Glassten, Feroli, Misio, Casamon, Lotte, Sunhau, Ninsel, rất là nhiều những cái bộ từ khóa này. Thì mình biết là các bạn cũng rất là lười, nhưng mà cái này bắt buộc chúng ta phải làm. Khi mà chúng ta nghiên cứu từ khóa thì chúng ta phải làm để chúng ta có được cái bộ từ khóa, rồi chúng ta mới viết được cái bài dựa trên những cái bộ từ. Hoặc là nếu các bạn mà lười viết bài ấy, thì các bạn cũng phải có cái bộ từ khóa này, rồi các bạn gửi cho cái bạn writer ha, thì họ viết bài thì họ có sẽ bộ từ khóa này, họ viết bài dựa trên cái dàn bài có chứa những cái bộ từ khóa này, thì họ sẽ nghiên cứu và họ viết. Đấy, có cái checklist, có cái lay như kiểu là cái outline để chúng ta bám vào chúng ta viết. Sau khi mà các bạn đã lọc được ra những cái bộ từ khóa như thế này rồi, về những cái câu hỏi này, hoặc là về thương hiệu này, đấy, những cái bộ từ khóa như thế này, thì bây giờ là chúng ta sẽ chọn ra một cái bộ từ khóa nào mà nó thỏa mãn những cái yêu cầu của chúng ta. Đầu tiên là cái lượt tìm kiếm nó ổn, trên 500 lượt tìm kiếm mỗi tháng, có sự tăng trưởng qua đều qua thời gian, và cái độ dài từ khóa là nó 3 từ trở lên, và nó ít cạnh tranh, cái độ khó nó thấp, và nó có nhu cầu rõ ràng, và những cái khách hàng mà search những cái từ khóa đấy là họ có cái ý định mua hàng rồi. Đấy, thì các bạn hãy chọn ra những bộ từ khóa nào mà có đáp ứng đủ những cái yêu cầu này. Thì đối với mình thì mình sẽ chọn cái bộ từ khóa là nồi chiên không dầu loại nào tốt, bởi vì mình thấy là cái bộ từ khóa này có cái lượt tìm kiếm hàng tháng khá là cao, lên tận 11.750 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Và thứ hai nữa là cái độ khó của cái này nó cũng không quá là khó. Thì mình sẽ viết một cái bài viết để SEO lên top với cái nội dung của từ khóa này. Thì sau khi mà chúng ta có được cái bộ từ khóa mà chúng ta cần viết xong, thì đến bước thứ hai là chúng ta cần phải học hỏi đối thủ và tích lũy kiến thức. Thì cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ phân tích 10 đối thủ đầu tiên trên Google, và chúng ta chắt lọc hết tinh hoa của họ và sáng tạo đưa thêm những ý tưởng mới của chúng ta, làm nhằm là giúp cho khách hàng đưa ra quyết định. Và nếu mà cần thiết ấy, thì chúng ta có thể tham khảo thêm những thông tin về sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, hoặc là trên YouTube, hoặc là trên các cái website nước ngoài. Rồi sau đấy chúng ta viết ra một cái file Google Docs. Thì ví dụ như thế này, khi mà mình viết về nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất hiện nay ấy, đấy, thì mình sẽ vào Google mình search nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất hiện nay. Ở đây nó sẽ xuất hiện 10 cái kết quả đầu tiên trong cái top kết quả tìm kiếm này. Thì bây giờ mình sẽ mở hết tất cả 10 cái kết quả tìm kiếm đầu tiên này. Đấy, mình sẽ đọc hết tất cả những cái bài viết này để mình lấy những cái kiến thức về những nồi chiên không dầu này. Đấy, bởi vì một số bạn nói là mình đâu có biết gì về nồi chiên không dầu mà mình biết review, mà mình cũng không có sản phẩm, làm sao mình biết được thế nào mà mình review. Thì câu trả lời là các bạn chỉ cần học trước, tức là tìm hiểu trước khách hàng của chúng ta một chút, thì chúng ta sẽ có được kiến thức. Đấy, thì giống như trong một cái bộ phim của Mỹ ấy, bộ phim Catch Me If You Can á, thì cái nhân vật này là đóng giả làm giáo sư giảng dạy ở trong trường đại học ấy. Nhưng mà ông không biết thông tin gì cả. Đấy, thì cách của ông là ông đọc trước sinh viên một chương sách ở, thì ông lên ông dạy rất là ngon lành. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm ở đây. Đấy, ví dụ rồi bây giờ thì khi mà chúng ta mở xong, chúng ta đọc hết một lượt như này, đọc qua một lượt xong đấy, rồi chúng ta sẽ chắt lọc hết tinh hoa của những cái trang này. Đấy, bởi vì cái mục đích của chúng ta là phải lên top 1 Google. Đấy, thì chúng ta phải vượt qua được cái đối thủ này, thì chúng ta phải chắt lọc tinh hoa những cái đối thủ này. Đấy, thì chúng ta sẽ vào mở một cái file Google Doc. Mình sẽ ghi đây là dàn bài nồi chiên không dầu. Thì sau đấy rồi mình vào cái trang này, mình sẽ coi cái nội dung của nó là gồm cái gì. Ở đầu là cái bài này, thì cái trang này đầu tiên là nó ghi về top 8 nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất hiện nay. Thì nó đưa cho những cái đây mình sẽ copy này. Copy. Rồi sang đây mình dán. Rồi để mình xem một này. Chat review. Đấy, xem họ viết gì. Đấy, họ đưa ra 8 cái nồi chiên không dầu này.
Đấy, rồi sau ở phần dưới này, sau khi top 8 nồi chiên không dầu thì họ có thêm phần là tìm hiểu về nồi chiên không dầu dưới này. Đấy, họ đưa xuống phía dưới cái trang này, nó đưa xuống phía dưới tìm hiểu về nồi chiên không dầu này. Đấy, rồi bắt đầu là tìm hiểu về, đầu tiên là tìm hiểu về cấu tạo của nồi chiên không dầu này. Đấy, cách thức hoạt động này. Ưu và nhược điểm của nồi nướng không dầu này. Đấy, tiêu chí đánh giá nồi chiên không dầu tốt nhất hiện nay này. Một là công suất nồi này. Hai lựa chọn dung tích nồi chiên phù hợp này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là trong cái bài viết của cái website Trust Review này này, họ ghi rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Từ đầu tiên là họ cho top 8 nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất hiện nay. Họ đưa ra lại 9 cái nồi chiên không dầu này. Đấy, cho những khách nào mà họ có nhu cầu họ tìm hiểu ngay về nồi chiên. Đấy, sau đấy những khách nào họ quan tâm họ tìm hiểu về nồi chiên không dầu này. Đấy, tìm hiểu về cấu tạo nồi chiên không dầu này, cách thức hoạt động này, ưu và nhược điểm của nồi nướng không dầu này. Và họ sau đấy họ đưa vào tiêu chí đánh giá nồi chiên không dầu tốt nhất hiện nay này, cho đến công suất của nồi, lựa chọn dung tích này, giá nồi này, tính năng này, thiết kế kiểu dáng, chính sách bảo hành này, nên mua nồi chiên không dầu hãng nào tốt nhất này. Đấy, họ đưa ra các cái hãng mà nổi tiếng ở đây. Thì các bạn có thể thấy là cái trang này họ rất là thông minh, người viết bài này họ rất là thông minh, là họ đưa vào rất là nhiều cái từ khóa ở đây. Đầu tiên là cái từ khóa là nồi chiên không dầu nào tốt nhất hiện nay này. Đầu tiên là nồi, rồi sau đến từ khóa nồi chiên không dầu Lock and Lock này, Bluestone này, rồi Philips này. Đấy, rồi bắt đầu này, tìm hiểu về nồi chiên không dầu này, cấu tạo nồi chiên không dầu này. Rồi sau đây họ đưa cái từ khóa này. Từ khóa là nên mua nồi chiên không dầu hãng nào tốt nhất này. Đấy, đây cũng là một từ khóa này. Đấy. Rồi sau đấy họ thêm cái từ khóa là nồi chiên không dầu Philips này. Đấy. Nên là các bạn có thể thấy là cái top của từ khóa của mình ấy này, cái từ khóa ví dụ của thương hiệu này, nồi chiên không dầu Philips này, đấy, 24.800 lượt tìm kiếm này, họ cũng đưa vào cái bài viết này, đấy, họ cũng đưa vào bài viết này, rồi nồi chiên không dầu Lock and Lock này, đấy, họ cũng đưa vào này, từ khóa nồi chiên không dầu Lock and Lock này, 1.700 lượt tìm kiếm này, đó, các bạn có thể thấy này, rồi sau đấy Rapido này, Tefal này, Perfect này, rồi sau đấy họ thêm một cái mục nữa là hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu này. Đấy, thì đây cũng là một cái từ khóa có lượt tìm kiếm ở đây. Nồi chiên không dầu này, câu hỏi này. Đấy, hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu này, 810 lượt tìm kiếm này. Đấy, rồi sau đấy là cuối cùng họ lặp lại từ khóa một lần nữa, nên mua nồi chiên không dầu loại nào tốt nhất này. Chúng ta sau đấy rồi chúng ta vào tiếp cái web top review này. Sau đấy họ ghi là ở đây ví dụ họ cái web này ghi là nồi chiên không dầu là gì này. Ví dụ mình coi đây, ví dụ có chưa, tìm hiểu về nồi chiên không dầu này, tìm hiểu cấu tạo của nồi chiên không dầu này, ví dụ đây chưa có thì các bạn có thể thêm vào. Đấy, mình có thể thêm vào đây là cái web là, đây là web gì đây, đây là top review này. Đấy, thì mình ghi là những cái gì mà ở cái bài này chưa có thì mình có thể thêm vào. Một là nồi chiên không dầu là gì này. Đấy, cấu tạo nồi chiên không dầu bên kia cũng có rồi này. Đấy, các bạn có thể đào thêm nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu này. Đấy, ví dụ đây chưa, nếu mà đây chưa có, đây có nguyên lý hoạt động chưa, cách thức hoạt động đấy cũng là nguyên lý hoạt động là cũng giống nhau rồi, có rồi. Đấy, thì các bạn có thêm vào như thế.
Rồi đây top 10 nồi chiên không dầu tốt nhất hiện nay 2021 này. Đấy, họ cũng đưa ra 10 cái loại nồi chiên không dầu. Ví dụ như vậy. Rồi. Xem ở đây còn có gì nữa không. Đấy, sao ở đây bên này cũng nồi nên sử dụng nồi chiên không dầu của hãng nào? Đấy, câu hỏi thường gặp khi mua nồi chiên không dầu này. Đấy, ví dụ ở đây mình thấy có một cái câu phần rất là hay, đấy là câu hỏi thường gặp khi mua sử dụng nồi chiên không dầu này. Đấy, thì mình sẽ thêm vào đây bởi vì cái bài viết bên này chưa có. Đây, mình sẽ thêm vào đây. 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 Mua nồi chiên không dầu ở đâu này? Đấy. Rồi. À, sử dụng nồi chiên không dầu có tốn điện không? Copy. Dán qua đây. Rồi. Có thể sử dụng nước rửa nồi chiên không dầu không? Copy. Đấy, dán vào đây. Đó, ví dụ mình có thấy ba câu hỏi hay. Đấy, thì mình sẽ dán vào đó. Đây thì các bạn cũng làm tương tự với những cái bài viết còn lại. Sau đấy, ví dụ nếu các bạn cần thêm thông tin thì các bạn có thể vào cái trang thương mại điện tử, vào cái trang cái sản phẩm bạn đang đánh giá ấy. Bạn xem cái phần để mô tả sản phẩm này này. Đấy, để bạn đọc thêm, xem thêm nội dung để bạn chắt lọc những cái thông tin để đưa đến những khách hàng mà những cái thông tin mà hay nhất. Rồi là bạn có thể lấy, rồi các bạn cũng có thể tải hình ảnh ở đây về để đưa vào cái bài viết của bạn. Rồi sau đấy các bạn vào đọc cái nhận xét, các bạn có thể chụp ảnh cái nhận xét của khách hàng này. Đấy, các bạn có thể chụp ảnh cái nhận xét của khách hàng. Sau đấy bạn đưa lên cái website của bạn, đưa lên cái bài viết, bỏ vào cái bài viết của bạn về cái nhận xét của khách hàng đối với cái sản phẩm ha. Nếu mà khách hàng mà đọc được cái này ở bên cái website của bạn thì chắc chắn họ sẽ máy được Tiki đóng rất cẩn thận, mẫu mã đẹp này, đã chiên thử này, dĩa đậu hũ ăn rất ngon này, để nhiệt độ 200 độ C, thời gian 15 phút, thể tích nơi hơi to này, lúc chiên có người thấy mùi nhựa như một sản xét, bé ở nhà thích ăn đồ chiên giòn nên sắm về sử dụng lâu dài này. Đấy, hoặc là sau 3 4 lần sử dụng thì mình thấy ổn nha, để hạn chế mùi nhựa cho nên lần sau khi mình mua về đấy. Thì các bạn có thể thêm những cái thông tin này, chỉnh sửa thêm thông tin này vào cái website của bạn, thì cái bài vào cái bài viết của bạn thì cái bài viết của bạn sẽ cung cấp rất là nhiều cái giá trị cho khách hàng. Và mình đảm bảo là nếu mà các bạn làm được thêm những cái này, đưa vào những cái đánh giá này của khách hàng thực tế từ Tiki, các bạn chụp ảnh các bạn bỏ vào cái web bài viết thì mình chắc chắn là cái tỷ lệ chuyển đổi của trên cái website của bạn rất là cao, và khách hàng sẽ bấm vào cái đường link này để đến cái sản phẩm đấy để mua ha. Thì nếu như mình là một người quan tâm đến cái sản phẩm mà mình đọc được cái review như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đăng ký, mình bấm vào đây để mình mua. Thì đấy là một cái mẹo, một cái tip để các bạn có thể hơn đối thủ về mặt nội dung đấy, bởi vì content is king mà, đúng không? Content là vua. Khi mà chúng ta làm SEO ấy, thì bắt buộc là cái nội dung của chúng ta phải tốt hơn đối thủ đã thì chúng ta mới lên được top. Hoặc là các bạn có thể vào cái website nước ngoài nữa để ví dụ nếu các bạn làm một số cái sản phẩm nó phức tạp hơn chẳng hạn, hoặc là ở Việt Nam nó ít chẳng hạn, thì các bạn có thể vào website nước ngoài, các bạn vào Google dịch. Các bạn không biết thì các bạn vào Google dịch. Các bạn nhập tiếng Việt là ví dụ là nồi chiên không dầu chẳng hạn. Không dầu, oil free fryer đấy, các bạn search trên Google này, oil free fryer review này, đấy, thì ở đây có rất nhiều là cái website họ đánh giá về cái nồi chiên không dầu này, các bạn có thể học hỏi cách viết của họ ở đây. Học hỏi cái cách làm của họ ha. Đấy. Thì đấy cũng là một cái option cho chúng ta lựa chọn. Thì chúng ta bằng mọi giá chúng ta phải học hỏi tích lũy kiến thức. Đấy, hoặc là các bạn có thể lên trên Google, lên trên YouTube này chẳng hạn. Các bạn cũng có thể lên YouTube này. Các bạn đánh là nồi chiên không dầu này. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là những cái video trải nghiệm nồi chiên không dầu này như thế nào này. Các bạn có thể xem những cái video này. Đó, để chúng ta biết thêm về, hiểu thêm về nồi chiên không dầu này. Đấy, thì để sau đấy, từ đấy chúng ta có được cái kiến thức và cái chúng ta có kiến thức và có cái mà để chúng ta viết vào cái bài viết ha. Đấy, thì chúng ta viết ra trước một cái file Google Doc. Rồi, và bước cuối cùng là chúng ta sẽ viết ra cái bài viết của riêng mình.
khi các bạn muốn làm SEO thì đặc biệt các bạn phải viết ra cái sáng tạo nội dung duy nhất và đơn nhất thì Google mới đánh giá tốt cái nội dung đấy. Chứ các bạn mà cứ đi copy toàn bộ cái nội dung của website khác và bê nguyên vào website của bạn thì chắc chắn là cái bài viết của bạn nó sẽ không được Google cho lên top. Đấy, mà chúng ta phải dựa vào cái dàn ý này và chúng ta biến đổi, biến tấu làm sao thành một cái bài viết của chúng ta. Thì đây là chỉ là những cái mà chúng ta để chúng ta học hỏi thôi. Còn chúng ta phải viết cái bài viết riêng của mình. Và nhiều bạn hỏi là lỡ mà mình thêm nhiều thông tin này nó dài quá hay sao? Thì không sao cả các bạn. Nội dung bài viết càng dài càng tốt. Quan trọng là cái thời gian mà khách hàng họ ở lại cái bài viết của chúng ta càng dài càng tốt. Quan trọng là bạn có giữ chân được khách hàng ở lại cái bài viết hay không. Cái đấy mới là cái điểm mà Google họ đánh giá cái bài viết là tốt hay không. Chứ không phải là họ đánh giá là cái bài viết quá dài hoặc là quá ngắn. Mà quan trọng là họ ở lại cái bài viết lâu và cái bài viết là cung cấp cái giá trị cho khách hàng. Đấy, thì đấy là một số cái tip mà để chúng ta viết một cái bài viết ha. Vậy là các bạn đã biết cách để viết một cái nội dung bài viết thế nào để chúng ta đầy đủ nội dung và làm sao để vượt lên cái hay hơn cái nội dung của đối thủ để chúng ta SEO lên top của Google. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment, để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất có thể. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua lip chat ở trên website tonycom.com. Các bạn có thể liên hệ qua chat Messenger ở đây hoặc là chat qua Zalo. Thì mình vào đội nhóm, mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Và cũng đừng quên là mình có một cái nhóm hỗ trợ cộng đồng thiết kế website và kiếm tiền online, hơn 24.000 thành viên để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn làm web. Và bây giờ thì mình xin chào và gặp lại các bạn ở những video trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.